Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop kiểm tra bài để có cơ hội nhận được top 3 top căn niên các bạn. Chương trình AirDrop này là random. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình mở Telegram các bạn. Ê, mở luôn phòng ra nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào kênh Telegram group nữa. Hình như là chương trình AirDrop này random cho 500 bạn may mắn hay gì các bạn ơi. Các bạn cho anh chào đi. Sorry để mình cho anh chào kênh Telegram khác các bạn. Telegram này cũng đã bị chặn này. Rồi các bạn cho anh xào cái Telegram group nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè. Like and retweet thì các bạn retweet lên nha các bạn. Rồi, các bạn dán vào đây đi các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn cũng follow tờ Twitter, Instagram nó dán nó nè. Các bạn follow nè. Thì các bạn tờ tweet thì các bạn bình luận bất kỳ nha các bạn. Rồi các bạn cũng like và tao quýt lên luôn đi. Tắt like đi. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn bấm tiếp nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền họ và tên username của mình nha các bạn. West Country để mình dịch ra các bạn. Tiếp tục thì họ bạn quốc gia đâu thì bạn ghi vào Việt Nam nha các bạn. Bạn ở đâu thì bạn ghi vào tên tài khoản. Bạn nào chưa có tạo username thì nhấp vào đây tạo username các bạn. Rồi sau khi các bạn tạo username xong thì các bạn copy địa chỉ username của mình chỗ này nè các bạn. Mình có cái video hướng dẫn các bạn tạo username rồi nha các bạn. Rồi bạn sao chép lên nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục xử lý Instagram thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn trên Telegram thì các bạn nhấp vào ba chữ cái cùng nè. Các bạn nhấp vào setting nè. Các bạn copy username mà nằm cho chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn dán vô đây nè. Dán đây cho chắc ăn các bạn. Rồi tiếp tục. Các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng WinVNH9 nè. Dù lòng chia sẻ retweet lên bài. Dù lòng chia sẻ. Tiếp tục thì bạn gửi lên một link tại Twitter nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Nhiều 8:12. Hai bài thì các bạn muốn chia sẻ bài nào cũng được thì bạn chia sẻ bài này đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn gỡ lên liên phong cho nó nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục qua đây thì đáp án câu hỏi mình có để dưới phần link mô tả cho tất cả các bạn nha các bạn. Để mình tìm câu số câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất thì các bạn chọn Bull Network nè. Câu hỏi thứ hai thì các bạn chọn một Sikoi nè. Câu hỏi số 3 là thì mình gửi vô đây nha các bạn. Abook. Chọn Abook nè. Rồi bạn bấm tiếp nha các bạn. Câu số 4. Các bạn chọn Abook luôn rồi 10x. Abook nè. Tiếp tục chọn 10x nè. Rồi bấm tiếp tục nha các bạn. Rồi xuống đây thì tiếp tục Aru Blockchain. Rồi có đáp án này có ABC cô D nha bạn. Rồi tiếp tục Audio. Rồi tiếp tục câu này nha các bạn. Tiếp tục Sacking. Rồi tiếp tục Sacking nha các bạn. Rồi Sacking xong tới gì nữa ta. Add a book. Rồi các bạn chọn vào Add up the book nha các bạn. Rồi dưới đây thì các bạn chọn vào Reset. Tập cần các bạn chọn chữ Dodo nha các bạn.
Hiện tại Top Gun Near này đã list trên sàn Binance với giá 5 đô trước kia các bạn. Hiện tại giờ cũng có khoảng 3 4 đô các bạn. Các bạn ghi đô đô nha các bạn. Chích sàn đô đô. Rồi các bạn bấm gỡ nha tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 3 Top Gun Near đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.